siêu đi, dẫn trước một thằng. Đầu tiên nó thằng trong thằng sinh ngắt sẽ có một thằng, nó là thằng thằng lên, anh sẽ dựng thằng lên trước đúng không, thằng lên trước nhá. Thì đầu tiên là cái stake này, cái mark line anh đã để là một rồi đúng không. Thì bây giờ anh muốn là khi mà người dùng nhập này, thứ nhất người dùng nhập tên này, và tên anh không cho, còn không được phép nhập số, chắc chắn không được nhập số đấy, nó cố nhập số là không được rồi đấy, là anh không cho phép nhập số cả đấy. Thì cái thằng input type mà input type của anh ở đây ấy, thì theo bọn em thì có cái kiểu nào mà chỉ cho nhập chữ, anh xem là sao cho kiểu là cho nhập chữ. Này em chịu, em chưa có mò luôn, nhưng mà chết là test. Test Gần gì ta? như không có kiểu nào cho nhập chữ cả. Tách no number anh tìm chữ tách no number mà không hay là tách no number. Ở đây thì tách no message the không có nhá, nên là anh sẽ check kiểu khác. Và anh quy định của tên alo, Nhớ. và quy định của tên tên của nó chỉ tối đa 20 ký tự thôi. Đó, chỉ tối đa 20 ký tự và ít nhất là phải 5 ký tự, nếu như mà không không có 5 ký tự là coi là bắt nó nhập lại, được chưa? Đấy nhá. Thì công việc đầu tiên này anh sẽ gán cho nó cái thằng ID. ID cho nó. EDT nhập tên này. Nhập tên. Nhập tên. Và cái thứ hai nữa là anh muốn cái dòng error, cái thông báo của anh nó là cái thằng này, được chưa? Ok, chính là cái thằng tên view nhá, được chưa? Đấy, thì ở đây sẽ gắn tiếp cho nó một cái ID nữa, ID txv txv error error đi. Đấy, error. À, có cái này, có cũng cái này anh sẽ chia sẻ. Lúc đó là cái quy tắc đặt bên tên trên trong Java đó là quy tắc con lạc đà đúng không? Là quy tắc con lạc đà để cái chữ đầu không biết Không hoa. Ờ thì đúng con lạc đà mà. Em bây giờ em cái vẫn này đang mắc đi. cười lắm anh. Ủa con lạc đà thôi mà. Đây đơn giản thế này nhá. À, đúng rồi anh, nhưng mà em nghe cái em mắc cười tại vì ngày trước bọn em làm rồi cái kia nó cũng hay kêu con lạc đà đó, mắc cười lắm luôn á. Bọn em có nhìn thấy con lạc đà không? Đầu nó thô thế đấy, đi hai đi to. Từ đâu đó có thể mô tả nhiều cái. Đấy. Muối vãi luôn anh. Anh là muối á. Đơn giản thôi, đơn giản thôi mà. Nó có thể mô tả nhiều cái, chứ không nhất thiết phải con lạc đà, nó có thể con quần què gì ấy, thì ra. Ủa, con lạc đà nó buồn kéo à? Ủa sao hồi xưa học ấy không buồn cười với con lạc đà quá rồi. Wow. Rồi Nghe ok. buồn cười phết. Thì anh chia sẻ một chút, có nghĩa là cái phần con, cái phần quy tắc con lạc đà này, có nghĩa con lạc đà thì không nhất thiết nó sẽ phải con em phải tuân theo 100% như thế này. Đấy, bởi vì nhá, mỗi một công ty sẽ có một quy tắc đặt tên riêng. Có hiểu không? Có ngày xưa anh đặt như này nhá, nhưng mai kia nhưng mà lúc đi làm ấy, thì anh có một hẳn một file là quy tắc đặt tên các biến ở trong của công ty cơ đấy, phải học thuộc cơ đấy, nên là không nhất thiết phải đặt này, có nghĩa là theo quy chuẩn chung của thế giới thôi, chứ còn về ao làng ở Việt Nam thì mỗi bà mỗi nơi nó một khác, không biết được làm là đâu đấy. Thì đây đơn giản này nhá, ví dụ như bây giờ sau khi đặt ID xong anh sẽ sang bên này đầu tiên, à chết không phải bên này, quên, sorry sorry mấy đứa, quên đăng ký. Anh sẽ khai báo, thứ nhất là tôi có một cái tech view, tôi có một cái tech view là thằng này đấy. Sau tiếp theo anh copy này, và tôi có một cái nút exit tech, nó là thằng này đấy. Ok, thì trong Android nó sẽ chúng ta là thực ra trong cái project nào cũng thế thôi, khi trong cái có thế nào thế, nếu như bọn em để ý ấy, nó sẽ thông qua bốn mảng. Thứ nhất là thằng khởi tạo đúng không, khởi tạo là Yeah. khởi khởi tạo lên. Thứ hai nó là thằng đó là lúc này nó là có thằng setup các cái data lên trên màn hình ấy, đúng chưa, đúng không, ví dụ khởi tạo lên cái màn hình xong nó sẽ lấy data ở đâu đấy luôn nhát lên màn hình. Rồi Yeah. đến tiếp theo nữa là
đến cái thằng thứ ba là cái thằng xét cái sự kiện khi cho cái màn hình đấy, đúng không? Đến những cái nút này thì sẽ sang cái trang khác trên web kiểu đấy, hay là kích nút này thì sẽ cho khác chẳng hạn đấy, đúng không? Thì trong này cũng tương tự như thế đấy, nên là anh sẽ tóm gọn hết bọn nó vào trong những cái hàng khác nhau. Đầu tiên một private này, void khởi tạo sẽ là init. Đấy, anh cứ viết đây là để copy cái, để copy trong Android nhá, nó có nhiều thằng á. Ví dụ copy nguyên một dòng là em có thể để con chuột chuột vào dòng đấy và nhấn Ctrl D. Đấy, nó sẽ tự copy cho em. Đấy, anh sẽ copy ra 4 thằng và anh sửa tên hàng này. Sau khi khởi tạo anh sẽ không đến hàng thằng setup nữa, mà trong thằng Android muốn dùng được ấy, muốn có nghĩa là cái này chắc hai đứa hiểu ấy, có nghĩa là muốn mà tương tác với cái một cái biến trên màn hình ấy thì mình phải ánh xạ. Ví dụ ánh xạ cái thằng này với cái thằng này với cái edit này thì khi mình tương tác với biến ở trong file Java ấy thì nó mới hiển thị được lên trên màn hình, đúng không? Yeah. Thì nên là thằng này sẽ gọi là đánh xạ. Thật ra anh kể một cái câu chuyện vui rồi. Đến bây giờ anh không biết là cái ánh xạ này là do ông nào nghĩ ra cơ. Không biết ông nào gọi là cái thằng này là ánh xạ đó. Anh đến anh tò mò cực kỳ luôn, không biết ai gọi là cái thằng này ánh xạ. Thiệt luôn hả anh? Hả? Thiệt luôn hả? Ở trong bọn em có gọi thằng này là ánh xạ không? Dạ có ạ. Thầy cũng vậy, gọi thằng ánh xạ đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ ví dụ như kiểu thiên cứng ấy, em phải cứng ấy, em là đâu phải cứng lên đấy. Lên trên trường, đứng trước mặt thầy hỏi hôm nào thầy dạy em thôi, đứng trước mặt thầy bảo, thầy ơi, đâu có của từ ánh xạ hay gì đâu. Anh cố thầy trả lời được không? Anh không biết nó từ đâu mà ra. Đấy, em nói. Ánh xạ hình như ở trong suy thăng cũng có hay sao ấy anh, nhưng mà nó ẩn đấy. Anh không rõ, nhưng mà lại khái là cái nguồn gốc từ ánh xạ đến giờ anh không biết đi ra. Kiểu nó được truyền từ đời này qua đời khác ấy, nhưng không biết ông nào là ông không biết đi xa cả. Đấy, rồi tiếp theo thì là đến thằng cuối cùng là đến cái phần xét sự kiện đúng không? Đấy, thì em sẽ gọi là xét click. Ok chưa? Đấy, xong ở đây nhá, ở trong này, vào trong on click thì anh sẽ gọi từng hàng ra một. Đầu tiên phải tạo ánh xạ, set up, set click. Đó, ok chưa? Thì là bây giờ anh muốn hai cái biến này nó hiểu nó chỉ hiểu là hai cái biến ở trên màn hình ấy, thì đầu tiên anh phải ánh xạ đúng không? Anh sẽ copy thằng này nhá. Vào trong này. Đây arrow này này bằng này. Pin view by ID. Nếu như mà pin view by ID rồi. Đây. Error.id.py. Đấy, tiếp theo nhé, anh sẽ nhấn Ctrl D. Anh copy cái tên của em xin tích này. Tức là không anh sửa phát là được rồi. Đấy, thế là còn mình xong phần này xả. Ok. Bây giờ đến phần quan trọng nhất. Đấy, đó là phần set click. Set click nghĩa là sao? Set click có nghĩa là bây giờ là mình sẽ gán sự kiện cho cái thằng cái tích nên này. Đấy, thông qua một cái thằng, ôi thằng video code nó rồi. Đừng. Thật ra nhá, trong thằng Android đến thời điểm hiện tại ấy, thì có rất là nhiều cái thằng để lắng nghe cái sự kiện của cái thằng ESX này. Nhưng mà anh thấy ấy, theo anh thấy là anh đang được học từ hồi xưa là cái thằng Tech Watcher rồi. Đấy, là cái thằng chuẩn nhất. Nên là anh sẽ sử dụng cái thằng Tech Watcher này, ok chưa? Đấy. Thì đầu tiên nhá, anh chấm này. Anh bọn em gọi cho anh cái hàng ADD. Nó là thằng Tech đây. Tech Transitioner có nghĩa là sự thay đổi của chữ trên thằng này. Đấy, mình gán cho nó một cái sự kiện lắng nghe khi mỗi khi thằng OS này nhập. Thì đây
bọn em cần chuột cách cho anh. Nó sẽ gợi ý cho bọn em rất nhiều thằng đại khái là gì làm cả, nhưng mà bọn em cứ có chiêu đi mà. Cần chuột cách. Tích. Bắt chờ. Đây đây đây, bọn nhanh bắt. Bọn em nhìn thấy thằng tích bắt chưa? Thấy. Đấy. Nên mai kia đi phỏng vấn này, anh đi phỏng vấn này rất dễ gì câu này. Bước ra là nó sẽ hỏi bọn em là nếu như thằng ví dụ như kiểu ví dụ như là tê chấm xét đây đây hỏi luôn này. Đây theo bọn em cái Grab on click listener này nó là Grab hay nó là interface, bọn biết khái niệm đấy rồi nhá. Grab là interface đúng không? Không biết luôn. Đấy, Class quá, chị á. Tăng lên được có chứ. Tiêu biết không? À, Biết à, ạ, em biết ạ. quá, anh tưởng trong xi thang cũng có nhỉ? Dạ có, nhưng mà kiểu như là có người biết có người không á anh, cái nó xì xát tụi em không biết gì hết mà. Đây sẽ giải thích một chút xong qua mới đi hiểu ấy. Class ấy, nó là hôm nay bọn em hiểu là nó là những cái nó là những cái lớp, những cái hàm, những lớp ấy mà mình có thể viết code vào trong này được. Đấy. Còn interface ấy, là mặc định bọn em trong này là không thể code được những cái hàm, bởi vì hàm trong này ấy, nó sẽ được gọi là hàm không thân. Nhưng mà em nhìn thấy nhá, đây là một cái thằng thằng text chơi này. Thành cái chưa, nó là một cái interface đấy, nên là dẫn đến cái trường hợp là những cái hàm trong này nó không thể nào nó không thể viết được dưới dạng là viết code được, mà nó chỉ là định nghĩa thôi. Còn viết code ấy thì khi nào mà bọn em sử dụng nó thì bọn em mới viết code được ở đây, có hiểu không? Đấy. Đấy. Đấy, đấy 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 là cái khác nhau giữa class và interface. Thì nó có nhiều kiểu, nó còn phải abstract class nữa. Abstract class là nhìn nhầm hết. Từ từ anh sẽ nói, khi nào gặp anh sẽ nói. Ok chưa? Quá chị Việt nói ra nó được may vô ha, chắc chiếc này vô được không? Được may không? Được nhá. Được may em vô thì ha, ngon quá, ăn dưới ngon quá. Thì bây giờ cái thằng Tech Watch rồi nó sẽ cho bọn em ba cái sự kiện before Tech cho nghe, nghĩa là gì, có nghĩa là trước khi mà cái chữ ấy thay đổi, trước khi mà em nhập ấy, trong khi bọn em nhập và sau khi mà bọn em nhập, thì những cái thằng hai thằng này mình không phải quan tâm vào gì cả, mình quan tâm đến kết quả mà sau khi người dùng nhập cơ, đúng không? Thì bây giờ nhá, anh sẽ sau khi người dùng nhập này, anh sẽ tạm thời anh sẽ chấm này, thoát chấm mất tích, anh sẽ hiển thị ra cho nó đăng ký activity ấy, chấm zip phải này. Để lấy ra cái chữ ấy thì bọn em chỉ cần gọi cái thằng exit label này chấm tu trình là ra cái chữ đấy nhé. Nè so chấm sâu cái lệnh toán này bọn em biết chứ? Dạ không, con đang học. Hả? Là alo, em biết dạ con năm cuối đấy. con này không tin thì cái thằng mấy cái thì lúc nào là bây giờ anh sẽ chạy để cho bọn em xem này, thì là có nghĩa là sẽ lắng nghe mỗi mỗi khi mà anh nhập vào ấy, mỗi khi nhập vào ấy, thì là nó sẽ lắng nghe và sẽ hiện lên này. Dạ. Biết liền, có cái cũng kỳ á, biết liền đi. Đây là ví dụ nhập mà không phải trai. Rồi bỏ cách khỏe thì kéo dài nó chút xíu. Đây, em nhìn không? Có phải nó đang thông báo những cái lần anh nhập không? Thấy. Okay. Lắc nha. Ok. Còn những cái thằng ô này anh nhập này, nó không có gì, đúng chưa? Đấy. Nên là bây giờ ý với Thiên hình dung là cái việc mình sẽ xử lý lỗi như thế nào không? Đúng chưa? Hình dung là được chứ? Sau khi nhập dạ đúng chắc là mình phải làm một cái hàm gì đó so sánh, không phải cái hàm kiểu điều kiện
nè, xong rồi nếu như mà nó không đúng điều kiện đó thì nó sẽ toát cái dòng chữ là bạn phải nhập cái gì đó, ví dụ như phải đủ từ 5 đến 16 ký tự gì đó. Đúng rồi, lần toàn là quá ở ngoài này sẽ viết là A mà và cái gọi thì xử lý lên, anh sẽ gọi là xử lý lên, tạm thời anh sẽ gọi xử lý lên và sau đó cũng trình SC này đó. Trong anh sẽ xử lý như thế nào? Ok, bây giờ xử lý nhá. Đầu tiên anh kiểm tra nếu nếu như mà người ta chưa nhập gì ấy, chưa nhập gì ấy, chưa nhập gì thì có phải là cái khoảng cái chữ đấy có nghĩa là cái chữ đấy nó đang rỗng đúng không? Rỗng thì Rỗng. nó sẽ không có ký tự nào đúng không? Không có ký tự nào thì cái len có nghĩa là cái số lượng ký tự trong cái chuỗi ấy, sẽ bằng không. Không. Đó, đúng rồi, chính xác đấy. Bằng không. Thì lúc này này, ở đây anh sẽ khai báo này, ví dụ cái TV anh sẽ lấy, anh gọi cái TV lên Nero của anh nha, anh sẽ test cho nó đấy là Nhìn nó như bạn không được bỏ trống là gì đúng đấy. rồi, 120 kiểu có thêm mày tiền không? bạn không được Bỏ trống tên. bốn bốn mấy ngày. đấy, sau nó còn cái màu của nó. Giờ set text cái màu ấy, anh sẽ dùng cái hàm là set text color. Text color, anh sẽ cho cái màu là màu, xong là màu gì ấy, màu có hình lá rồi. Chờ. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên ơi, Thiên chắc đang ở nhà hả? Vâng ạ, dạ vâng ạ. Ok. Giảm giảm ý, anh thấy hơi một chút sợ ý, nghe thấy. Ổn chứ? Ổn chứ? Dạ, ổn rồi. Thiên thông cảm đẹp nhá, hay sợ ý. Dạ dạ không sao ạ. Thiên nhờ ấy thì bật cái điện giờ không thấy gì đâu. Đấy. Đấy, xong rồi là còn đây, còn nếu không thì anh sẽ rơi vào trường hợp eo. Eo nghĩa là gì? Đơn giản eo thôi, eo thì anh sẽ set cho nó mỗi cái chữ chữ lên đúng với cái định dạng ban đầu của nó đúng không? Và cái màu 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 của nó là phải quay về dạng ban đầu, nên là nếu như mà nó khác thì mình phải set cho nó về cái dạng ban đầu. Nếu như nó đủ tiêu chuẩn thì mình sẽ set cho nó về cái dạng ban đầu. Thì ở đây anh sẽ dùng này, anh không dùng color ramp nữa. Color ramp là dạng gọi ra set cho nó cái màu đỏ đúng không? Thì anh gọi color ba, color ba, color nghĩa gì? Nó sẽ chuyển đúng là cái gọi là hiểu nhá, cái mã màu trong này ấy, nó là mã màu 6 ký tự, nó gọi là mã màu hex đấy, hex. Thì còn cái mã màu color trong này ấy, color thằng này đấy. Ví dụ gọi là kích click giữ control kích vào set tới color. Còn cái mã màu trong này nó là in in là t mã màu trong này nó là in là t. Kích vào trong này nhá thì là bọn em có thể xem được cái hàm mà bọn em đang sử dụng là hàm nào, đó chính là hàm này và cái nó truyền vào là một cái số in đấy, nên bắt buộc bọn em phải chuyển cái mã hết này về cái về kiểu in thông qua cái thằng caller chấm tạc caller đấy. Ok chưa? Dạ hiểu rồi. Đấy thì bây giờ nhá, anh sẽ gọi cái thằng xử lý tên xử lý đây, anh truyền gọi là truyền lên thằng s chấm tu chi, xong anh chạy lại. Đây, sync app. Ví dụ đây anh nhập. Đây, ví dụ anh nhập chữ A xong anh xóa đi. Bạn không được để trống tên, đúng không? Hợp lý chưa? Đây, ví dụ anh nhập chữ D, gọi ok không? Đấy. Ok. Đấy, bây giờ mấy đứa hình dung có cách xử lý không? Nhìn có vẻ nó rất phức tạp nhưng thực chất là nó chỉ là dài thôi chứ nó không phức tạp, nó khó thôi. Đấy. Bây giờ nhìn bây giờ nhá, nhìn lại một chút này.
ý với Thiêu có để ý là cái thằng bỏ này này nó là hai cái thằng ý về với thằng nghèo có gì giống nhau không? Nó đang đều gần như là nó đang là đều vừa hai thằng đều set tech và set tech và color cho thằng cho thằng TXV Aero cho TXV Aero D này đấy, nên là dẫn cái trường hợp này trong code nó gọi là lục củng. Có nghĩa là ít và eo đều xử lý một hai những có những cái nó khá là tương biệt, khá là tương đồng nhau đấy. Nên là bây giờ ở đây anh sẽ làm như này. String, anh sẽ ghi là string text cả này, text bằng rỗng này, đấy. Và anh khai báo tiếp một cái biến int màu. Đấy, bằng không thì anh sẽ cho bằng không và ở trong này anh sẽ gọi này, text này, bằng anh sẽ copy thằng này một chút nha, copy thằng này text của trong này đấy, ok chưa? Đấy và màu anh sẽ cho nó bằng cái màu này bằng color chấm lẽ này đấy, sau đấy nhá. Ở dưới lại khai cũng tương tự thôi, anh sẽ cho text của nó. Text của nó bằng cái thằng lên. Đó, bằng cái lên. Và màu đơn giản anh cũng phải, anh không có gì thằng kia. Và ở dưới này anh chỉ cần set text này, set text thì gọi cái thằng text ra. Đó, nó sẽ màu à. Đó, thì là gọi cái thằng màu ra. Đó, ok chưa? Có hiểu không? Dạ, dạ. Thì có nghĩa là nó xử lý ở trên này và cuối cùng nó hiển thị ở dưới này. Ok chứ? Dạ ok. Đấy, đơn giản nhá. Bây giờ xử lý tiếp này. Sau khi mà không cho lệ chống tên, bây giờ anh muốn nó phải đọc cốt nhất nó ký tự thì có phải là anh sẽ kiểm tra đúng không? Anh sẽ kiểm tra đấy tiếp. Anh sẽ có đây, sẽ cho nó một cái keo ít. Nó sẽ ít. Nếu như mà thằng f chấm ngang nó lớn nhỏ hơn năm, có nhỏ hơn năm này, nhỏ năm đấy thì sao? Thì anh sẽ copy thì... này thì cái thằng cách này của mình sẽ là bạn chủ ở tên không được nhỏ hơn 5 ký tự, nghe hơi dài nhỉ. Đây, ví dụ như tên tên quá ngắn đấy, anh sửa lại một chút này. Được.
Dạ. Bây giờ mình nhớ hiểu cái cách xử lý của thằng này rồi chứ? Dạ hiểu rồi ạ. Đấy, đơn giản nhá. Rồi thì bây giờ là nó chưa ăn vào cái phần khoai nhất, là cái phần cái cá chê rồi. Đấy. Thì bây giờ đơn giản nó đơn giản cái thằng cá chê, bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho mấy đứa làm cái thằng cá chê thông qua.